chơi đó, chơi chơi về với bà cố đó cô chú. Ờ con ghê ghê, con ghê ghê thằng làng á. Đi đi ra ngoài sân chơi không? Đi 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 ra ngoài sân chơi. Mà bà cố chưa? Chơi. Ăn bà cố đi. Chơi bà cố chưa? Bye bye cậu Hậu đi. Mố nào? Hậu khách gì đó? À à đút tiền đi mua đồ đãi chị phải không? Ừ. Con làm gì mặt con làm gì chơi? Cái mà cái gì mặt gì dính tùm lum mà hả? Vô rửa mặt, vô đây, vô đây mày bọc chơi con gà kìa, chơi con gà kìa, gà kìa, gà đang đi kìa, đi vô rửa mặt cái coi, đi chạy đi đâu đó, đi đâu, đi ngủ hả? Hỏi nó đi đâu đó, nó đi ngủ cô chú. Về tới nhà bà cố anh hả? Đóng cửa lại hả? Đóng cửa lại nhốt mẹ hả? Đi đóng cửa lại đi, đừng có cây chừng kẹt tay nha. Rồi đi 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 đi, trốn hả? Nó giờ nó đủ trò hả? Vậy trốn nữa. Ở trời, trốn trong đó đó hả? À à, trốn trong đó hả? Ừ coi chừng nha. Đó 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 đó. Ê ngã 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 ngã, con ra đây bước ra rồi hả? Làm sao không, con của con xuống quỳ quỳ lại em cố coi, quỳ lại em cố chưa, con lại em quỳ hả? Sao cái gì con nói cái gì? Hỏi ra đây rồi. Chó kìa, chơi con chó đang ăn kìa, chơi con chó ăn cơm kìa, chó ăn cơm kìa. Nó là bây giờ nó đi khám phá từng phòng. Đó cái khẩu trang của bà Phương đó. Ừ, trang khẩu trang của bà Phương đó, để cất lên cho bà Phương đi, cất lên. Cái gì? Ờ thuốc uống đó, thuốc uống đó, đừng có ăn cầm đụng vô nha. Con này nó giỡn. Rồi bà Phương ơi, bà Phương, nó lấy thuốc của bà Phương kìa bà Phương ơi. Ờ đem ra đưa cho bà Phương thuốc. Rồi đem xuống đưa cho bà Phương đi. Thuốc bà Phương đâu? Bà Phương đâu? Thuốc của bà cố rồi, đưa bà cố đi. Thuốc giỏi quá. Thuốc gì? Cứ đi kìa, thầy thịa kìa, thầy thịa. Lên ghế ngồi đi, leo ghế ngồi đi. Leo ghế ngồi. Leo ghế ngồi đi. Ok. Hả? Ok. Dép đâu? À, kiếm dép mang vô. Ăn kem vậy đâu kem, tự nhiên ăn kem. Đi đâu? Đi ăn kem. Tự biên tự diễn luôn, làm như là có tiền biết chạy xe đồ này kia dữ lắm. Tự động đi ra đi vô lấy dép đi ăn kem. Gà hả? À, tự mang dép vô, tự mang dép vô rồi đi ăn kem có được không? Tiền đâu đi, có tiền không? Tiền đâu, có tiền không? Vô xin mẹ, mẹ ơi cho chi tiền mua kem, không có tiền lấy gì mua kem có được không? Thôi bye bye nha, nhớ mua cho mẹ ăn cây nha, mẹ ngồi đây mẹ chờ chay đó. Vô đủ, vô đủ, vô đủ, vô vô đủ, biết là không có tiền thì vô đủ. Cái gì? Mẹ đi. Mẹ đi hả? Lấy dép cho mẹ, mẹ mới đi. Đó, hành bây giờ phải hành chứ. Ừ. Mẹ đi. Ê, trời 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 trời. Đi lấy dép cho mẹ đi, lấy dép cho mẹ đi, mẹ cho tiền đi mua kem. Đâu phải muốn ăn kem thì dễ đâu chay. Đó, thấy chưa? Cô chú thấy chưa? Rồi, chiếc nào vô đâu cho? Cái này. Cái này phải không? Mời cái này vô đây, đúng rồi. Dép. Ờ, chưa, quay ngược lại, đúng rồi. Giỏi quá.
Đi đâu? Đi mua kem. Đi hả? Nắm tay mẹ đây. Hôn mẹ miếng đi. Hôn mẹ miếng. Cô nói I love you mommy. Ừ, mua cây. Hả? Xạo sự. Đi, rồi đi, để mẹ đứng lên, để mẹ đứng lên. Để im nó, để mẹ đứng. Đứng mẹ đi, tự đứng lên được mà. Đi. Đi đâu á? Con đi đâu á? Đi mua kem, nó đi mua kem. Đi ngang, đi bộ nha. Trời, dám đi bộ ra trước đường không? Bye bye. Bye bye hả? Bye bye bà Phương. Quay vô bye bye bà Phương đi. Bye bye. À không. Đây nè, có cái xe. Đi xe của ông ngoại chính nè. Đi lấy xe ông ngoại chính đi nè. Đi nè, lên xe đi. Đi, lấy xe đi. Rồi, leo lên. Leo lên mẹ chở. Chó ơi. Chó ơi. Chó ơi, ừ. Chó đâu rồi, chó đâu? Con nói chó, con kêu chó ơi đi. Rồi, lên xe. Phải không? Nãy hồi nãy cầm karaoke. Ê, không đụng vô nha. Rồi đi, lên xe đi. Lên xe. Lên xe, ngồi lên. Bông. Bông hả? Đây, bông. Đó cô chú, 1 phút 30 giây có kem ăn. Đứng lên kia, lên kia ngồi, lên kia. Lên ghế ngồi đàng hoàng mẹ gỡ. Lẹ lên, đứng lên. Bước lên. Chú thấy chạy giỏi tiếng Việt chưa? Cờ dép, đúng rồi, ngồi xuống cờ dép. Trời ơi, biết cái chỗ để dép đâu đó, thấy chưa? Biết dép, dép để chỗ nào vô cởi đúng chỗ đó luôn. Chỗ đã vậy, can you share? Nào. Trời đất ơi, mau luôn. Dép ơi. Mua gì vậy? Mua kem. Mua kem. Mẹ chở cho mua kem hả? Trời đất ơi, ngon. Lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi ăn kem đi con. Mẹ biết bỏ dép cách đó ra nè. Chùm cho con không mở được. Bà ngoại mở còn chưa muốn được đây đi okay, con kem. Đó được rồi, từ nhà mà từ chỗ bán kem mà tới nhà về cái kem nó chảy luôn rồi đó. Công nhận Việt Nam nóng dễ sợ thì có chứ. Để ngoại bỏ bớt rồi. Ô được nha. Nói sao? Thank you đúng không ngoại? Ngon không? Được, con qua Mỹ rồi làm con cái gì lại. Dạ. Đi qua chớ bài chớ bạn lắm. Dạ. Yeah. Hôm qua mẹ chớ con, bà đậu cũng chớ con dữ lắm. Dạ. Tội. Nó nói chứ dễ chứ con. Chỉ có trao đậu là đồn việc trào. Cái trường ba còn kem lắm. Kem nội. Cho cố ăn không? Bà cố đi. Mời bà cố đi con. Dạ. Mời bà cố ăn kem với con. Con mời bà cố. Con trúng cái gì đó. Cái chỗ cô này bán kem vừa ra chai vừa chạy vô chai cô chiêu chay chay. Cô cũng có coi chay chay nữa. Chay chay vậy. Mỹ là đạt nữa à? Dạ. Hồi nãy là đi trên xe là nó nói về cố, về cố. Biết đó mẹ. Đó là không biết về cố, về cố. Trời, quẹo được hả? Quẹo vô tới trường học mới thấy quẹo vô. Chới rồi, chới rồi. Biết trâu. Thầy thật hả bà? Dạ. Minh Sình á, cũng biết tên luôn mẹ. Không. Bố hãy thầy trả vào con. Cài nó đi, chút nó đồ này ăn xong là để là ngoại đi lấy. Đồ này ăn xong là chui ơi, chui miệng, chui miệng. Sau này cái gì cũng rành. Ngoại với chui, ngoại với chui. Nó đồ này là giờ này sáng giờ là thôi rinh luôn á. Ăn cái là đi tắm liền ngay lập tức á. Dạ nhớ nội. Con cũng nhớ ha. Dạ. Nói đến giờ chồng ra nam mà con. Dạ. Như bà nội cho ông nội mắt rồi, bà nội đó là mấy trăm cây giòn không này. Con chồng mắt cá tôi là chịu thua. Con thấy. Rồi. Chồng quá. Cái chồng cá mà giữa biến dữ này. Trời nóng này ăn kem cũng hạ nhiệt. À, ăn cho mát được. Ăn mát chút. Tự động luôn, ăn kem đi lấy sách dép rồi đi, con mới chở, con mới chở đi thôi. Hết rồi. Hết rồi. Cho bà cố miếng. Cho cố miếng rồi con, thấy chưa? Chỉ cần thôi. Mẹ ngoại chùi cho. Mẹ ngoại chùi. Mẹ vừa đi vô cái đó nó ngoại chùi. Tay nó kìa. Chùi, đưa đây đưa cái tay đi ngoại chùi. Đây đây đây. Đó, bà đi đâu?
đi cho bà cố hả? Đi cho bà cố đó. Nó thấy chưa vậy hả? Rửa quá bơ bơ. Ôi rửa quá bơ bơ. Cái màu đỏ ghê. Dạ. Cho ba đi có tướng mà để người ta xem. ngồi xuống ngồi xuống ăn để nhiễu mẹ lên. Mãi cái kem kem mỏi thèm quá. Thèm quá kem. Cho vô bỏ cái đầm ghi cho đó. Trời ơi ngồi ăn dịp giò nữa. Rồi đừng nói chút nữa quất hết cái kem mày nghe trời. Cho để cho ăn hết luôn. Hết rồi. Ăn lẹ lên để tan chảy. Hết rồi nhưng mà con ăn lẹ lên đi để tan. Hết rồi. Hết rồi. Ăn ba cái kem này là con nói thiệt. Tiếng Việt Nam rõ lắm mẹ ơi. Nói tiếng Việt rõ lắm bà cố ơi, hôm nay con giỏi rồi. Từ tiếng Mỹ là không biết thì. Biết chứ nào. Biết là nó biết hết luôn á. Hả? Ba nó nói gì biết hết luôn. Con trời đó. Dạ. Ở đây nó nói tiếng giấm mì là ngon á cô chú. Nhà con á thì nó nói tiếng Việt chứ cái chở gì ba nó lại bắt đầu nói tiếng Mỹ lại. Mẹ nó chắc nói tiếng ba nó cũng nói bằng tiếng Mỹ. Nó quen. Thì sao? Hiểu hết rồi mẹ. Trời đất cho vậy chị ta. Ngon không con nói ông bà? Hết rồi. Ngon không con? Thì ăn cho hết thì ăn chỉ còn. Ngon không? Hết rồi. Con đừng có lấy cái tay chấm vô. Ok. Bà ngoại nó đừng lấy tay chấm vô nó ok mà. Ê. Không biết đẩy tới là ngay. Đẩy tới nó đẩy luôn rồi cho chút cây kem. Chuẩn bị kem rớt hết rồi à. Đó. Thấy chưa? Mẹ nói mà.